xuân đến mang theo yên bình tình người chưa chân. Một mùa xuân mới mang theo tiếng cười mọi người cùng ấm no. Một năm nữa đã trôi qua rồi nào mình cùng hát lên bên nhau phút say giao thừa. Tiếng chim non đầu mùa hát vang xuân về. Ông ơi, bây giờ cháu đang thử xem nào, thoải mái xin lỗi để cháu chỉnh cho lên quy luật. Trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết mấy tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Những cư dân của khu phố mới làng Nhạc Độc thân yêu, nỗi niềm ấp ủ bấy lâu hôm nay phố mới bắt đầu khai trương, nối vòng tay lớn yêu thương thánh phù làng Chứng, phố phường hân hoan xin chào Mậu Tuất mở trang, mừng cho phố mới ngày càng thêm vui. Trẻ ngoan giỏi đã mừng rồi, già thêm trẻ mãi hát lời tình ca. Mỗi nhà đẹp một đóa hoa cho vườn thắm sắc xóm ta dân làng. Xin chúc mừng quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin được bí thư chi bộ đồng chí Phạm Văn Hiến, chi ủy viên và đồng chí Sơn trưởng ban công tác mặt trận. Xin quý vị nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và hơn 60 thành viên có mặt chung vui trong buổi tất niên, vừa là tất niên vừa là trình làng khu phố xóm mới của chúng ta. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe ông Đào Xuân Hải, trưởng xóm sẽ lên khai mạc liên hoan. Xin kính mời ông. Chúc ngày hôm nay thành công tốt đẹp và ra mắt phố mới, xin chân thành cảm ơn. Thưa các ông bà, các anh,
các chị em và các cháu cùng dân cư khu phố mới. Thông qua thể lệ, nguyện vọng của cụm dân cư khu trạm y tế xã Trưng Chắc sau khi xin ý kiến ban lãnh đạo cơ sở của hai thôn Nhạc Lộc và thôn Trai Thúc, thông qua ban lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Trưng Chắc nhất trí ngày 25 tháng 1 năm 2018 vừa qua, cụm dân cư chúng ta đã mở phiên họp trang trọng và không khí thân mật, dân chủ và hoàn toàn tự nguyện. Hội nghị đã quyết định lấy tên xóm là khu phố mới. Hội nghị đã xác định mục tiêu hoạt động của xóm khu phố mới là triệt để tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước, của địa phương và của khu dân cư khu phố mới của chúng ta, trật tự, an toàn, đoàn kết và dân chủ. Hội nghị đã quy tụ được 31 hộ tham gia. Hội nghị đã nhất trí cao những quy ước, thể chế và khu phố mới có văn bản kèm theo. Sau này có văn bản gửi cho từng hộ gia đình và thành viên. Hội nghị đã bầu ban lãnh đạo thật khách quan và dân chủ. Một, ông Đào Văn Hải, hội trưởng khu phố mới. Hai, ông Nguyễn Huy Phục, hội phó khu phố mới. Ba, bà Lê Thị Hương, thư ký kiêm thủ quỹ. Ngày 26 tháng 1 năm 2018 vừa qua, nhân dịp làng tổ chức cất lớp nhà đại bái khu xóm mới, chúng ta đã sửa lễ kính dân Đức Thánh Hoàng Linh Thiêng phù hộ cho dân làng, trong đó có cụm dân cư của chúng ta khu phố mới luôn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xóm khu mới của chúng ta mới thành lập quý còn rất mỏng, nhưng chúng ta đã cố gắng phát tâm công đức, công đức một triệu đồng cùng với cả làng tiếp tục hoàn thiện ngôi đại bái. Hôm nay cụm dân cư phố mới hôm nay tổ chức trang trọng tất niên của hai mục đích: vừa đón mừng xuân mới Mậu Tuất, vừa mừng ra mắt xóm khu phố mới. Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức, không phải là ngày đẹp, ngày nghỉ, nhưng chúng ta vẫn hội tụ được trên 50 người tham gia vui vẻ tự nguyện. Cuộc liên hoan này chúng ta đã thực sự được nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, đó là biếu quà tới tất cả các cô, các vị tứ thân phụ mẫu của khu dân cư xóm mới. Tuổi các cụ từ 80 tuổi trở lên, với tâm nguyện kính mong các cụ thượng thọ bách niên cùng với cuộc vui ngày, với ý nghĩa mừng mẹ khỏe con ngoan, chúng ta đã gửi quà tặng cho một công dân của xóm mới sinh em bé. Thay mặt cho ban lãnh đạo khu mới, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, tất cả các gia đình thành viên năm mới dân sắp qua, năm Đinh Dậu sắp qua, năm Mậu Tuất sắp tới an khang và thịnh vượng. Chúc buổi lễ khu phố mới đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả các nhà tài trợ có mặt tại hôm nay. Xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc buổi hôm nay ra mắt thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn và lưng kén chúc mừng.
khu phố mới thân yêu của chúng ta. Để có được cuộc vui này, xin cho tôi thay mặt ban lãnh đạo xóm chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm. Một là gia đình ông Đào Văn Hải đã ủng hộ 1 triệu đồng. Hai, ông bà Khánh Hương cùng con trai Đào Duy Sơn mừng xóm bằng một lẵng hoa rất là đẹp. Mà đây là ý tưởng của từ Liên Xô gửi về và tất cả rượu nhậu hôm nay. Ba là gia đình ông bà Minh Quý 1 triệu đồng cùng toàn bộ bia và nước ngọt. 4. Gia đình bà Hương Giang 500.000 đồng. 5. Gia đình bà Ngọc Tuấn toàn bộ xôi, cả ăn lẫn xôi biếu. 6. Gia đình bà Sâm 500.000 đồng. 7. Bà Đán 300.000 đồng. 8. Ông bà Bảng Quả 300.000 đồng. 9. Hai bác Hữu Hiền 300.000 đồng. 10. Ông bà Đính Hà 500.000 đồng. 11. Hải Trinh con ông Hồng 500.000 đồng. 12. Hai bác Thọ Thủy con bà Điểm 1 triệu đồng. 13. Là hai bác Huy và Vân Anh con ông Phục 500.000 đồng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tài trợ của tất cả mọi người cư dân của xóm chúng ta, tạo cho quỹ của xóm ngày càng dày thêm để có nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn. Sau đây để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe đồng chí Phạm Xuân Tiến, bí thư chi bộ, sẽ thay ban lãnh đạo lên phát biểu một đôi lời với cụm dân cư chúng ta. Xin mời ông Tiến ạ. Các cụ công ông bà, kính thưa các bác, các anh chị, trong cụm dân cư phố mới của chúng ta chuẩn bị cho năm Đinh Dậu sắp qua và năm Mậu Tuất sắp đến, khu phố chúng ta tổ chức buổi gặp mặt và liên hoan nhân cái thành lập khu phố mới. Về phía địa phương thì anh em chúng tôi là có ba anh em, tôi đồng chí Hiến trưởng thôn, đồng chí Sơn là trưởng ban mặt trận, đại diện cho lãnh đạo và nhân dân địa phương đến chung vui và gửi lời chúc sức khỏe toàn thể các hộ gia đình chúng ta trong khu phố mới chuẩn bị đón trăm năm mới là mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và chúng ta làm ăn ngày càng tiến tới để góp phần vào xây dựng như là cái xã chúng ta là đô thị nội năm của từ nay đến năm 2020 là xã chúng ta để phấn đấu để thành cái đô thị nội năm, thì cái khu phố chúng ta cũng là góp phần quan trọng. Và một lần nữa xin gửi lời kính chúc toàn thể bà con nhân dân chúng ta ở khu phố mới có một lời sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng, chuẩn bị đón năm mới là vui, vui Tết, vui xuân và mừng gia đình chúng ta hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, thay mặt cho ban lãnh đạo của khu phố mới, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cơ sở địa phương đã tạo điều kiện nhất trí cũng được thông qua tất cả các cơ sở như là Chế Túc và Nhật Lộc và được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân xã cho phép thành lập khu phố mới. Thay mặt cho ban lãnh đạo của khu phố mới, xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo cơ sở địa phương của thôn Nhật Lộc sức khỏe, an khang và thịnh vượng và chuẩn bị đón một năm mới sức khỏe, dồi dào, kinh tế phát đạt, phúc lộc thọ, an khang và thịnh vượng. Tất cả cho một tràng vỗ tay để chúc mừng các ông chị anh nào đã mất chút thời gian đến chúc mừng chung vui của khu phố mới. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Cho nhau an lành và cùng nhau chúc xuân, bên nhau phút giây giao thừa.
mình cùng hát.